Bây giờ thì coi như chiếc ghe này á là mình đi bên kiếm vòng vòng coi cầu mai. Chứ bây giờ và 8-9 ngày nay rồi mình không biết là như thế nào. Thì bây giờ thêm một chiếc ghe lớn 8 tấn là giờ đang chạy lại nữa đó. Dạ. Rồi bây giờ chiếc đó nữa đi sau đi nó lại mình cũng bàn giao cho nó chạy rồi mình đi của mình đi bên cánh mình đi ghe mình. Cũng đang cố gắng tìm kiếm hết mức có thể thôi chứ em bây giờ biết làm sao nè quý vị. Những cái hầm này nè, những cái bên trong này nè, nếu trường hợp mà trôi vô đó thì sao mà kiếm được. Đây là cái bờ kè ở Phú Cường đó quý vị. Đó. Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. Thưa cô chú anh chị, sáng nay thì ba cô bé không thấy nhưng mà mẹ cô bé thì ở đây quý vị. Ở đây thì do cũng bà con mình cũng nhiều bà con cũng quan tâm tới câu chuyện của gia đình á là cha như thế nào, mẹ như thế nào á, rồi thì bé ở đây có trả lời phỏng vấn các rất là nhiều YouTuber hỏi thăm, nên bây giờ là mẹ bé đang khá là tức tối và bực tức bởi vì là có nhiều người nói rằng ở đây tới đây xin tiền hay cái gì. Mà thật sự là tiền thì mẹ bé không có bao nhiêu hết, không có nhận bao nhiêu hết, nhưng mà bà con mình nói như vậy thành ra là ngăn á, là khóc muốn khóc luôn, bởi vì áp lực của vậy, áp lực của nhiều người dư luận nhiều quá, nói nhiều quá làm cho cô làm cho ngăn là khó chịu. Bây giờ Trung sẽ đi vô bên trong đó hỏi thăm tình hình của bà con nhé. Sao vậy em, lúc nãy là sao ai chửi em? Mấy người đánh chữ luôn. Mấy người là mấy người bình thường á hả? Dạ. Là dân ở đây hả? Dân ở đây. Họ chửi em cái gì? Nói bọn xuống này kiếm em mớ tiền nữa hay gì, con có tiền đâu mà con kiếm. Mấy người đó em biết không? Rồi hôm nay là sáng giờ có ai cho tiền gì không? Có anh kia cho được 500. Mà hồi giờ em đi kiếm bằng tiền bằng cái gì? Thường là bây giờ ta cho em tiền bán cái số rồi. Cho tiền bán số hả? Dạ. Hôm nay đi xin dẫn mấy đứa nhỏ xin hay sao? Dạ, có mấy anh này nè. Dạ. Ngay từ đầu thằng đó chồng nó nói con xấu đâu, chẳng đây không có sợ nhục nhã nữa. Ngày bỏ con ba mang bé ngăn á trong bụng á 2 tháng rưỡi đi làm gái nuôi thân thì nói luôn. Con nói cũng nói rồi sáng hết trơn rồi. Luôn, bây giờ cho đây là không còn sợ nhục nữa. Con đã chết rồi. Bây giờ nó phải bé Ngọc còn sống thì đi xét nghiệm máu. Bây giờ nó nói là con hồi sáng nó nói là nói làm gì? Thì hồi sáng là hồi sáng ngăn nó là mình đi làm cái việc mà gọi là của một người phụ nữ không nên làm đúng không? Dạ. Đúng, em có nói thẳng ra chia sẻ cho bà con được biết. Bây giờ có rất là nhiều anh em đây. Lúc đó thằng chồng con nó bỏ con nó mang bầu bé Ngọc á 2 tháng rưỡi. Nó không có nuôi ngày nào hết trơn á. Giờ mang bầu có bầu luôn mà đi làm kiếm tiền nuôi sống qua ngày. Đi làm để nuôi con đó. Mà đẻ bé Ngọc ra, mang bầu bé Ngọc cũng còn đi làm luôn. Như đứa bé này là con của ai? Của ông sao, ông đi biển. Đi sao đang đi biển hả? Dạ. Con nói là rồi hiện tại là bé Ngọc á. Dạ. Tới có bầu được bao nhiêu tháng, cô đi làm gái được bao nhiêu tháng mà cô gặp thằng cha có mấy đứa sau này là bảo dưỡng con, kêu con bỏ cái nghề làm gái để thằng sau nữa nuôi con nói hết luôn. Nó cuối cùng là trong 3 đứa còn lại đây là có đứa nào là con của chồng em không? Không, có bé Ngọc té xong là con của con mang bầu 2 tháng rưỡi nó bỏ gần đi á, xuống này bây giờ xuống đây nhìn con chồng cái. Em tên gì? Nguyễn thằng chồng trước hả? Mới mà là đang hiện tại nè. Trần Văn Mộc. Mộc á, là anh Mộc là người hôm nay là lo đứa bé đúng không? Dạ. Ai bỏ xuống đi để nó sạch rồi. Rồi cái người chồng em hiện tại mà cũng đang lo tiền thật sự cho em là đang đi biển. Dạ. Rồi bao lâu mới về? Tết mới về. Mà sao hiện tại như đúng ra là cái người chồng em là người đi biển á là sẽ lo cho bé này, bé Ngọc đúng không? Dạ, bé Ngọc lúc còn sống á em mang bầu em vừa đẻ ra luôn rồi xong bé Ngọc được 2 tuổi. Chồng em nuôi tới giờ luôn đó mà hằng Mộc không có nuôi ngày nào hết trơn á. Nhưng mà sao đi khi mất là anh Mộc lại là người đứng ra lo hết mọi chuyện? Nó xuống đây kiếm tiền ăn nhậu. Có nói chuyện với em không? Em có kêu là anh Mộc là qua đây là lo cho bé không? Con không có kêu, tự nó xuống ăn đó, con không có kêu. Từ xuống rồi nói là ba đúng không? Dạ. Rồi bà và chồng con cũng vậy nữa. Biết cái vụ gì ra nói cho rõ. Đừng nói thêm nước bớt cho con không có làm gì bậy hết trơn á. Hôm nay anh Mộc có nhận bao nhiêu tiền em biết không? Em nghe nói nhận được 7 triệu á.
7 triệu là được, em được nghe đúng không? Dạ. Được nghe nói là ai nói cho em nghe? Em nghe ta nói, nó cho bà cô của em nè, 100 mấy đi mua đồ nữa, chửi lại bà cô, chửi lại cô của em nữa. Cô này hả? Dạ. 100 mấy 200 đi mua đồ em. Nó chửi bà cô của em đó mà em chưa bắt gặp đó. Mua thịt, mua thà, mua hộp vịt rồi cúng, mua bông, mua vịt này, mua trái cây. Sao mới kêu mấy người ở đâu này sớm thì ngày nào có đói bụng không, mới đi mua hộp cơm cho mấy người này ăn. Nó có mua cái gì đâu, nó đem cái vỏ rồng về không, nó có mua hộp cơm cho mấy người này ăn đâu. Bà cô em thấy gì nghiệp với bà cô em dẫn đi mua hộp cơm cho mấy người vớt xác mấy Ngọc lên đi, mua cơm cho ăn luôn. Dạ. Yeah. Rồi mua cô đi là lo cái vụ cúng đúng không? Bữa trước con thấy cô cúng đi luôn đó. Qua. Đúng rồi, đúng cô không? Đi là từ nhỏ cháu tôi mất tới giờ đi luôn suốt luôn đó. Đồ sáng giờ anh Mộc có qua đây không? Đủ đâu rồi. Nghe nó có qua nhưng mà điện cho tôi mà tôi không có đi qua được, tại vì tôi đang điểm Phật cho người ta, cái ca đang bệnh đang chết ở bên cơ quan bệnh á. Bị xe đụng chết ra đi điểm Phật, cái bển bển niệm tôi điểm Phật cho người ta mà nó điện tôi hoài, nó cứ qua đây tôi nói cảnh tôi qua. À, điện đang điểm Phật. Vũ à? Qua để làm gì? Không biết nữa. Vũ ơi. Chắc qua là coi là chuyện okay. Chẳng cái gì đó quá. Anh Vũ nữa đâu rồi? Mất điện Phật rồi tôi đi. Vũ kêu. Quậy lắm. Mọi người vẫn đi mua bánh à? Hai đứa là còn đứa ở đâu? À rồi ba đứa rồi. Không sao đâu. Hồi sáng giờ không cho anh ăn hả? Có nấu cơm mà chưa có ăn. Ở nhà nấu cơm hả? Dạ. Rồi sao không về cho nó ăn đi, giờ nó 2 giờ kém rồi. Nó uống sữa rồi, nó chịu ăn cơm. Dạ. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 26. 26 là bé Ngọc lúc đó là có thai vậy, như vậy là cỡ 16 tuổi hả? Cỡ 16 tuổi mà em, phải không? À, quá trẻ luôn. Ok không có gì đâu nha, bây giờ thì bà con ai nói gì em không quan tâm tới, quan tâm là bây giờ là có nhiều người vẫn biết em và coi thế như thế nào. Quan trọng là mấy đứa nhỏ giúp đỡ mấy đứa nhỏ thôi, nuôi mấy đứa nhỏ, không phải đi xin như vậy nữa. Nha không? Đó. Giờ còn vấn đề người ta chồng em như thế nào thì mọi người cũng biết rồi nha. Cậu chạy qua bển coi có anh Vũ đó không cậu Tài? Thằng lớn đâu? Thằng lớn đâu mà đón mua gì á? Tao đi kiếm thằng lớn đó coi. Chú Tài đó là hai chồng mấy đứa nhỏ này hả? Cậu. Cái cậu hả? Dạ. Ủa hay là sao chị? Cậu ở sớm viện, đứa ba em còn sống lắm. Là hôm nay là chú Tài đó là hay đi qua đây là vớt, đi mò kiếm hoài luôn đó, cả tuần nữa luôn đấy. Chú Tài ơi, hôm nay á, cái vụ mọi người cũng đang muốn biết rõ là hôm nay cái vụ nuôi nắng chú Tài, nuôi nắng mà bé đó, thấy không? Dạ. Hôm nay là chú biết là ai là người nuôi nắng bé không? Dạ, cái đó là chuyện đó em không biết, tại là anh ấy thì anh kêu em là giúp cho ảnh mọi đứa con, ảnh cũng vui lòng, em cũng sức thân đi mò, rồi em báo cho ông Nam nói bây giờ thôi mày về mày xuống với bạn, nếu được thì anh em mình đi cho cái quách và cái xu rồi đi đệm nó rồi an táng cho nó đó. Nhưng mà thường là mỗi ngày ví dụ như là cái người mà gặp bé, cái gặp mà giống như nuôi nắng mấy đứa bé, gần gũi mấy đứa bé thì là cái người nào? Thì hồi đó là ở với nhỏ là nè, cũng đi ra đi vô là cũng theo mẹ nó không à. Yeah. Nó ở với ba đứa này nhất ngoài này nè. Đó với còn thằng kia nó ở nhỏ này thì nó giỡn, con nhỏ gái ưa giỡn luôn. Mỗi lần đi ra là nó ông Tài khùng, ông Tài điên, nó chọc mình hoài. Đó và ngày nay giờ nó không còn chọc mình nữa. Yeah. Đó. Cái chừng em nghe bác Hiển nói thì là bị chết. Ba đứa con nhỏ này bị té xong chết thì em có lên đây chạy qua đây em mò không có. Đó rồi cũng đi kiếm rồi này kia. Đó rồi nghe nói vớt được hai đứa thì em cũng mừng, còn đứa thì chị mất tiêu. Dạ dạ. Yeah, yeah. Có nhiều đó thôi. Ba nó là ba đứa bé là ba cái thằng gì là ở chỗ anh Măng đúng không? À, Măng, anh Măng là hồi nãy mình mới gặp nãy anh Trung. Đúng rồi, dạ. Là có hay qua lui tới để chăm sóc nó nhỏ không? Dạ cái đó không, em không biết, tại nó là cái chuyện vợ chồng nó thì không biết quan hệ mình dạ. Không biết đúng không? Có chỉ là còn có thằng chồng cũ nó là bà Hiện bây giờ đi ghe tên Phúc. Dạ. Tôi biết chồng sau nó là ba đứa con. À cha chồng sau là có hay qua dạ, hay không? Dạ. Cũng có, nó cũng có về, nó cũng có đi lượm với chai nữa. Bây giờ nó không còn lượm nữa, giờ đi cà biển, đi lưới lông, lưới cảng. Dạ. Rồi mới để vợ nó ở nhà, rồi vợ nó cũng đi cho ẩm nhỏ xíu đi xin tiền bán số này kia. Đủ chuyện hết trơn. Đủ chuyện hết trơn, tụi chung ơi. Rồi nhỏ xíu ai ẩm rồi. Mày đừng cho nó xuống dưới nữa rồi cặp bên này đi. À, thưa bà con, ở đây ngay tại đây cũng là tại cái bến đò này của chị, ngay cái bến này thì hôm nay là ngày thứ 8 rồi, tiếp tục là mọi người đang cố gắng tìm kiếm bé Ngọc. À, hôm nay thì khác hơn với mọi ngày, thì hôm nay thì có chỗ chú Nam bên Trại Hòm Phúc Hậu á, là người cũng thường hay cho những cái hòm từ thiện. Hôm nay chú Nam thì tiếp tục sẽ
cùng với chuyến hành trình đi dọc những cái bờ kênh dài này để xem như thế nào. Chứ còn một việc mà ở khúc này thì cũng đã tìm kiếm lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa ra tung tích. Ở chú Nam ơi, chiếc ghe này là của chú hả? Ghe của chạy hàng Phúc Hậu. Dạ. Là của chú luôn. Rồi thêm một chiếc ghe lớn giờ đang chạy lại nữa. Dạ. Rồi bây giờ hai chiếc thì để cho chị em. Mà sao lúc nãy mình đi một chiếc nhưng mà giờ thêm một chiếc nữa? Bây giờ quá đông rồi. Hả? Dạ. Hay lâu rồi. Nhưng mà hôm nay mới là kêu thêm ghe để mà đi hỗ trợ. Rồi bây giờ thì coi như chiếc ghe này là mình đi bên kiếm vòng coi cầu mai. Chứ bây giờ và 8-9 ngày nay rồi mình không biết là như thế nào. Thì bây giờ thêm một chiếc ghe lớn 8 tấn là giờ đang chạy lại nữa đó. Dạ. Rồi bây giờ chiếc đó nữa đi sau đi nó lại mình cũng bàn giao cho nó chạy rồi mình đi của mình đi bên cánh mình đi ghe mình. Dạ, được biết là những cái hòm mà chú Nam hỗ trợ cho những người nghèo là những cái hòm từ thiện và không lấy tiền gì hết. Được. Thì hôm nay chiếc ghe này đi là dầu xăng dầu như thế nào chú? Chú Nam đổ luôn đó. Dạ. Sáng chú đổ 300 đó. Đổ 300. Đổ canh 300 dầu vô đây rồi đó hả? Đó, vô bà đây. Bên này là bên của chú Nam tự hỗ trợ đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi ok, bây giờ trước khi đi thì con có cái phần quà này của một mạnh thường quân tên là... Là gì đây? Trung Tròn Quách. Chú Trung Tròn Quách gửi cho chú 100 euro, con đổi ra thành là 2,5 triệu luôn nha. 2,5 triệu này coi như là phụ xăng dầu cho chú bây giờ để động lực cho mấy anh em đi tìm kiếm tiếp tục công việc. Mạnh Thường Quân coi như là cũng là theo anh em để mà đi tìm, còn một chiếc ghe 8 tấn là quay lại đây là xong rồi nó quay lại là mình đi đó. Và hiện tại có nhiều bà con, có nhiều cô chú anh chị cũng như có nhiều YouTuber cũng là muốn đi lên này đi để theo tiếp tục bây giờ là tham gia như là phải có chiếc ghe 8 tấn mới đi đủ. Dạ. Chứ bây giờ mình đi là chiếc ghe của mình là đi chừng mười mấy hai chiếc ghe 8 tấn là nó bự gần như gấp đôi cái chiếc này luôn nha. Gấp 3 lần. Gấp 3 lần đi là đứng lên không mấy luôn đó, không có nghiêng luôn đấy. Giờ có một chiếc ghe lớn mới tới nè. Ăn quá. Bây giờ cho anh em ta qua bển trước hết đi rồi mình. Bây giờ thì mới thêm một ghe nữa quý vị, một ghe lớn nữa dành cho mấy anh em YouTuber để mà đi. Ở chiếc ghe là bự thoải mái luôn quý vị. Là các anh em sẽ cùng hành trình với chúng tôi. Bỏ máy rồi qua đây cái. Hả? Đi không về hả? Quay lại, đứng chồng. Quay lại. Đi đường chắc chắn mình nó còn chung chung đó là tắt đó là kia nó có mình chạy lục bình là nó cái của bên đây mình chưa đi, còn bên đây mình đi quá rồi. Đi đường tắc ráng anh. Đi đường tắc ráng á. Khúc nào? Vô sát rồi. Cái gì nó nổ là nó hơi giống đấy. Cái vô sát rồi. Chiếc kia chắc đi hướng kia rồi. Kìa gần như anh biển quá. Nhớ lên rồi mà lại tới đó là nó thú dữ dằn á. 5 ngày mà nó thú dữ dằn á. Thằng Đức bấm kế bên nè, đúng rồi.
Hạng nước mắm này nè, cái ba đứa phú khỏe rồi. Ờ đây hạng nước mắm. Thôi vòng rồi đây, quay đi. Đây cầu quay phải không? Thưa bà con, là nãy giờ một vòng chạy từ đó qua tới chợ Tắc Ráng rồi qua tới khúc này là khúc Rạch Sỏi nè. Còn cái kia là cái cống Kinh Cục đúng không chú ha? Đúng không? Tới cống Kinh Cục nào. Bây giờ hướng bánh em là sẽ tiếp tục đi ra ngoài biển luôn để coi thử bên ngoài đó, tại vì ở đây thì theo suy luận là nếu mà trường hợp mà có bé ở đây thì sẽ nghe mùi, người ta sẽ nghe mùi phát hiện ra, với lại có những ghe qua lại thường xuyên thì cũng sẽ nhìn thấy được. Thì đi qua cái cống quý vị nha, cái cống Kinh Cục nè. Đóng hả? Đóng rồi, chỉ cái đi được rồi thôi. Quên đi, cống có đóng không vậy? Đó hả? Đóng rồi. Thì đóng cống rồi quý vị, bây giờ phải đi ngược lại rồi. Để sổ có đường ra không? Có, nó có đường ra. Mình ra để đường sổ rồi, đổ lên cái chùa. Đó là cái đó là cái biển luôn á, còn không quay lại đồng quay cái đường cái sổ nhiều đó. Rồi mình đi đường này đường cái cậu nè, là chỗ ra chỗ biên phòng á, cái đầu vàm của nó. Bên cái tất cậu hả? Ờ, cái đường đó là đó đó chỗ cái đèn đó, cái đèn đó là nó có cái cổng đi ra đó là ra bờ biển đó. Đây nè, ra biển nè ba ơi. Ờ, đường biển nè. Đây con sạp. Này đó biển nè, đó biển nè. Đó là biển đó, đó là biển. Ở đây biển nè. Ở biển phòng ngoài đó, đó đậu biển. Nhìn mấy ghe nó giống ghe dưới tất cậu quá trời. Ờ, cái tất cậu đây nè. Hả? À. Tất cậu mình nằm đây nè. Tất cậu mình nằm gì đây nè. Có cái trạm biển mộng đó. Nếu mà tất cậu. Hả? Phải là bả đúng không? Tất cậu đủ mới tới tất cậu nặng kìa. Tất cậu nặng hơn. Ông ấy là khúc này mấy ghe là giống ghe của tất cậu á. Ghe này là còn ghe cào đôi. Nè, mấy ghe cào nè. Ghe này ghe cào đôi, cào chiếc không nó đi ra là dạ xin chào Bao Trần ạ. Chào Nhung Lê, chào Ly Lê. Đây là dưới cái bờ những cái hầm này, nếu mà nó lọt cái này thôi sao mà kiếm trời. Thấy không? Cũng đang cố gắng tìm kiếm hết mức có thể thôi, chứ bây giờ biết làm sao nè quý vị. Những cái hầm này nè, những cái bên trong này, nếu trường hợp mà trôi vô đó thì sao mà kiếm được. Đây là cái bờ kè của Phú Cường đó quý vị. Đó. Quý vị coi thấy không biết. Nó sâu bên trong á, bên trong là à có cái vỏ mà len lỏi vô á. Bây giờ chi? Vô chạy vỏ vô luôn. Dạ. Đó là chạy vỏ, đậu vỏ vô luôn. Có vỏ chui vô hả? Ờ, chui như gỗng mà. À. Ở dưới cái gầm cầu vậy nha. Dưới cái gầm này, gầm cái bờ kè mà đây là khuôn viên á, mà nó vô hầm mà nếu nó nhát cái đó thôi chứ kiếm khó đuối á. Giờ chỉ cầu mong sao cho bà độ đưa, ví dụ như có gì nó đưa ra ngoài để cho có thể nhìn thấy được thôi. Chú anh chị mình dòm tiếp nha, coi có thì nhắn lên cái. Chỗ này vỏ mình vô được cái gì? Vỏ chui vô lọt đúng không? Vỏ mà nó sâu vô trong nó ở đâu? Gà chết trong trình diễn. Ờ, mấy cái kia nè, cậu không? Gà vậy đó. Ghê chưa, gà chết sình nó nổi như vậy đó. Xanh dờn vậy đó. À. Rồi chết mình cũng vậy đó. Dạ. Yeah. Nó nổi vậy đó. Rồi cái bay cái mùi nó thú chịu, nổi lên chứ mình ở dưới đó mình nổi lên, nín thở luôn. Ừ. Đề hết nổ rồi.
À, chắc quay luôn rồi. Chó à? Đó. Cái cần nữa cái nó hết nó về. Ờ, có nữa xịn nổi rồi dội kìa. Ừ. Nhỏ đó cũng vậy đó. Nó cũng vậy đó. Nó cũng vậy đó. Bắt đầu lại gặn cái mùi cái đường lòng nó chịu nổi. Xa vô được. Nọc. Rồi. Rồi tới luôn, bác Tài ơi. Dạ anh Lâm ơi, giờ dân hồng với là mọi người đang có một như vậy là cũng chưa tìm ra được bé bà con nha. Bây giờ trước mắt kết thúc clip này luôn quý vị, rồi Trung sẽ cập nhật lại clip sau cho bà con luôn. Dạ. Yeah.